Dạ con chào cô. Dạ vâng, thì cô cho con xin phép được hỏi cô tên là gì? Dạ Võ Thị Thanh Trang. Cô đến từ đâu? Dạ đến từ Campuchia. Campuchia. Dạ, hôm nay cô về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Dạ vụ lừa đảo lừa gạt. Lừa như thế nào? Con mời cô chia sẻ. Dạ hôm nay con cũng thưa nói tất cả để cộng đồng mạng và cô bác chú gần xa với anh em hiệp sĩ Hải là cô này là chung đạo tràng với tôi là Trương Minh Giác ở trên núi Sập, coi như là cổ có mở cái sạp để mà bán quần áo ở trên Campuchia, rồi cổ không có vốn, cổ mượn em cho cổ mượn là 2.000 đô để cổ tu bổ để mà bán quần áo, sao lại cổ thiếu, cổ mượn thêm 1.000 đô nữa là tháng giêng năm kia đó, tính ra năm nay là 2 năm mấy rồi. Rồi cái trong vòng cái tháng 7 năm nay nè, cổ mới mượn nói rằng cổ bệnh, cổ đi về Việt Nam trị bệnh. Nhà của cổ thì ở Long An. Thì đi là mất tin luôn, tới bây giờ là em điện cũng cũng không dở máy. Đặt điện là nhắn tin gì cũng không dở máy, nhưng mà cái lời nhắn của cổ thiếu tiền tôi có ghi trong điện thoại của mình, nhưng mà giờ mở cái không có được. Bây giờ con cũng mong cộng mạng với anh chị em gần xa thấy người này ở đâu xin chỉ báo tin cho hiệp sĩ Hải để anh Hải giúp cho tôi để tìm lại số tiền này để tôi trị bệnh, tôi có chứng bệnh. Và hôm nay cũng cầu xin như thế này, chị mà biết tin của em như vậy chị xin đem tiền lại trả cho em sẽ bỏ chuyện này để đừng có cho cái chuyện này nó lây ra các cả cả đồng mạng, các cả cả thành phố và nước ngoài. Chị nên nhớ rằng em nhắn tin chị bao nhiêu lần rồi, chị thương em có chứng bệnh chứ đem tiền để trả cho em đi, con cầu mong là như vậy thôi. Dạ cô ơi, cô có thể cho tất cả quý cô chú anh chị được biết cái mối quan hệ giữa cô và cái người mà cô đang cầm trong hình đó. Dạ đây là cô Dân, đây là chị em cộng đồng nó kêu là đạo tràng đó, đạo tràng là con cháu của Phật á, là sư phụ của hai đứa tôi là Trung Minh Giác trong núi Sập. Núi Sập ở đâu ạ? Núi Sập ở Long Xuyên đi vô đó. An Giang ha. Dạ Long Xuyên đi vô ạ. Dạ, cô cứ Trên chia núi Sập sẻ đi. luôn. Dạ. Là mình ở trên Cô đấy là mình làm cái gì trên đấy? dạ không, cũng như là chung thầy để mà học đạo vậy thôi chứ không có ở đó. Tu Tu học vậy đó, đạo tràng mà. ha. Dạ. Thầy như dạy mình đạo tràng vậy đó, mỗi một bao nhiêu ngày mình lỡ có khóa tu một lần vậy đó, thầy mới quen với cổ cũng chung, cũng như mình nghĩ cũng chung là cha, cho nên cổ khổ mình giúp cho cổ. Rồi từ tháng 7 rồi cổ về vô có đất về bệnh, cổ đi mất tiêu luôn. Cụ thể là vào ngày tháng năm nào là cô cho cổ mượn tiền? Dạ tháng giêng ngày 20 tháng giêng năm kia đó, không phải năm nay Năm đâu. kia là năm bao nhiêu ạ? 2021. Dạ đúng rồi đó, 221 20 tháng giêng rồi. Hai người quen biết nhau khoảng bao lâu thì bắt đầu cô cho mượn Dạ tiền? lâu rồi, quen nhau mười mấy năm nay Mười rồi. mấy năm ha, trước giờ bản thân cô đã từng cho mượn số tiền lớn như vậy bao giờ Dạ chưa? không không, Chưa chỉ ha. có đợt đó là cổ khổ rồi tôi giúp cho cổ thôi, chứ còn mượn qua thì nói chung cái chút đỉnh không có sao hết trơn á. Vậy là cái mối quan hệ này là tình bạn đúng không ạ? Ngô Phật. Tình bạn rất là thân thiết đúng không ạ? Dạ Chơi thân với nhau mười mấy năm rồi đúng mười mấy không cô? năm rồi. Thì cô có thể bổ sung chia sẻ thêm cái chi tiết nào mà khiến cho cô phải cho một số tiền lớn như vậy? Bởi vì chồng cổ mất, cổ khổ, cổ nói rằng cổ tu bỏ đó mà cổ bán quần áo của nữ đó, quần áo đẹp đẹp á, giờ cổ không có tiền, cổ mượn mình giúp cho cổ để mà cổ ấy cái sạp lên. Thì mình nghĩ rằng á thôi mình cũng giờ trong đồng cộng đồng chung đạo tràng thì mình cũng giống như một cha một mẹ thôi, mình giúp cho cổ đi như chị em vậy đó. Thì mình không ngờ là giúp cho cổ một lần cổ nói là không đủ, bây giờ có mượn thêm 1.000 nữa, tất nhiên là 3.000. Mà trong khi đó là trong tháng 7 cổ nói là có bệnh cái bụng cổ gì đó, cổ đi về cổ không bệnh là cổ đi mất tiêu luôn, là nhắn tin cũng không được luôn. Bản thân cô làm công việc gì?
Dạ giữ vừa trái cây, một tháng như vậy là 150 đô là trên Campuchia. 150 đô Dạ. đổi ra tiền Việt là 3 triệu ha, Dạ. đổi ra tiền Việt là 3 triệu. Mình có không gần nữa, chắc Dạ 3 triệu là một tháng là chỉ có 3 triệu. Dạ. Dạ và rồi thì tức là cái mối quan hệ của hai người mười mấy năm trời, nhưng mà cô tin tưởng cô cho mượn ha. Dạ. Tới giờ phút này thì bản thân cô rút ra được điều gì không? Anh nói lớn lớn. Tới giờ phút này bản thân cô rút ra được điều gì không? Qua cái câu chuyện, qua cái sự việc của cô ấy, thì cô có rút ra được cái điều gì không? Thì bây giờ tôi cũng mong rằng là chỉ có cái tâm đạo, chỉ có tiền để chị gửi lại cho tôi thôi. Bởi vì cậu có nhà, có đất, có cửa đàng hoàng tử tế, chứ không phải là không có đâu. Mà cậu gạt em như vậy đó. Mình cô á đã liên lạc với cô này chưa? Liên lạc nhiều lần rồi mà cậu không nhận. Không nhận là sao? Như nhắn tin, điện thoại đều là tắt hết. Không nghe máy hả? Dạ không trả lời mình một câu. Như cái khi mà tháng 7 cậu đi á, thì cậu còn điện lại cho mình. Giờ tháng đó là từ từ chị lên, chị giải quyết cho em, mà đi là mất tích luôn. Cái lời nhắn của cậu á, có trong cái điện thoại của em luôn, nhưng mà bây giờ điện thoại của em nó mở không có được. Dạ. Tới giờ phút này thì bản thân cô cảm thấy mất lòng tin ở tình bạn rồi đúng không ạ? Ngô à, đúng rồi. Cô có điều gì cô gửi gắm tới cái cô này, cái cô bạn mà mượn tiền của cô không? Cô nói Dạ, đi, cô nói trực dạ, tiếp với cô đấy đi. dạ. Chị Vân ơi, nếu mà chị thương tình của chị em mình trong đạo tràng, em chị biết rằng em cũng đã khổ mà, em cũng đã đi gác từng đêm từng hôm. Em mới được số tiền là một tháng 150 đô, em còn bướng nhà nữa. Thì thôi bây giờ chị nghĩ rằng chị thiếu nợ em đã giúp cho chị 2 lần là 3.000 đô, như vậy chị nghĩ tình chị em. Thôi bây giờ chị đem tiền lại chị trả cho em đi. Em xin anh Hải không có ấy cái tin này cho chị mất mặt lắm, hiểu không? Bây giờ yêu cầu chị mỗi một tháng vậy đó, chị trả cho em là bao nhiêu cũng được nữa, hoàn tất lại cho em. Đừng để cái tấm hình của chị mà lon đi tất cả các nước nữa đó chị. Em mong yêu cầu chị, xin chị Hải trả tiền lại cho em. Cầu mong chị, con chúc chị mạnh khỏe và cô bác gần xa, cộng đồng mạng, cô bác cô chú trong nước và ngoài nước, xin gặp được cô này ở đâu, xin báo tin giùm cho anh Hải để anh Hải giải quyết cái chuyện này. Con cầu mong xin cô chú cô bác và cộng đồng mạng. Qua cái sự việc này thì cô có điều gì muốn gửi tới tất cả quý cô chú anh chị để cảnh giác giữa cái mối quan hệ tình bạn không? Chị làm được có. Dạ con đây con cũng có lời để chia sẻ với cô bác là đừng nên tin tình bạn và tình chị em nữa, vì họ là một người gạt mình không thể nào hiểu được đâu. Đây là chị em mười mấy năm nay ăn chung ngủ chung luôn mà làm như vậy đó, cộng đồng mạng chung như vậy đó, thì cô bác nên tránh xa ra, đừng bao giờ tin tưởng họ. Có cái gì cho người ta bữa cơm, 2 bữa cơm ăn đi, còn mượn tiền giúp đỡ, xin cô bác chia sẻ, cô bác đừng nên tin người như vậy. Gần đây cũng nhiều người lừa đảo gạt gẫm lắm, cô bác ơi con xin chia sẻ cô bác, xin cô bác hiểu. Dạ rồi thì cái vụ việc của cô thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận cô nha. Thì cô cứ bình tĩnh ha. Và con thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc cô nhiều sức khỏe. Và chúc cô sớm nhận được tin vui, đó là cô này sẽ quay trở về và nói chuyện trực tiếp với cô nha. Và để tôi nói hết, để tôi nói hết. Dạ. Dạ em cũng chào cô chú cộng đồng mạng gần xa, anh em trong nước và ngoài nước, và anh Hải em cũng chúc cho anh Hải dồi dào sức khỏe để giúp cho cô bác gần xa cho gặp nhiều may mắn. Anh chào cảm ơn anh chị em ở trong Nguyễn Thanh Hải nhiều lắm. Dạ cô ơi thì toàn bộ câu chuyện cô vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ em xin cam kết nếu những gì tôi làm không đúng, tôi khai không đúng, tôi nói không đúng, tôi sẽ chịu trừng phạt trên pháp luật. Dạ và cô có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải cái
video clip này lên trên mạng xã hội không? Dạ, một khi mà tôi đã đến đây rồi thì tôi không còn cái gì để mà nói, bây giờ tôi sạch sẽ không còn tiền bạc nữa. Thì bây giờ tôi đã nhờ anh Hải rồi, tôi xin anh Hải làm bất cứ những chuyện gì mà đã làm cho giúp đỡ cho tôi cứ việc làm. Còn cái chuyện mà sao sao nữa tôi sẽ hứa tôi sẽ chịu trách nhiệm với pháp luật. Dạ, tức là cô đồng ý cho đúng. Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải cái video này lên trên mạng xã hội đúng không ạ? Dạ. Và nếu có gì sai trái cô là người chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dạ. Dạ rồi, thì con chúc cô nhiều sức khỏe ha. Dạ. Và con xin phép chào cô nha. Dạ. Dạ.